Thưa quý vị, năm 2023 có thể nói là năm có khối lượng công việc đồ sộ kỷ lục nhất của Quốc hội kể từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Đây cũng là năm rất thành công của Quốc hội với nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp. Trong những phút sắp tới, chúng ta sẽ điểm lại các dấu ấn lập pháp của Quốc hội năm qua với tinh thần lập pháp chủ động, kiến tạo phát triển với tầm nhìn dài hạn. Vâng, ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Quốc hội có một kết luận do Bộ Chính trị ban hành để định hướng các nhiệm vụ lập pháp trong cả nhiệm kỳ. Bám sát tầm nhìn dài hạn đó, năm 2023 và tháng đầu tiên của năm 2024, Quốc hội đã chủ động, linh hoạt để thông qua nhiều dự luật đặc biệt quan trọng, vừa lập tức tháo gỡ được những bất cập trước mắt, vừa kiến tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển dài hạn của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử 78 năm hoạt động, Quốc hội họp 5 kỳ trong một năm, 2 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách, 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 16 luật, 6 nghị quyết, 1 pháp lệnh được thông qua, 10 dự án luật khác được cho ý kiến. Những con số chưa từng có, xác lập một khối lượng lập pháp kỷ lục nhất trong một năm kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chỉ tính riêng công tác lập pháp thì năm 2023 Quốc hội đã xem xét thông qua 16 luật, nhiều hơn tổng số các luật đã được Quốc hội thông qua trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ. Trong đó thì có những dự án luật cũng rất là quan trọng, nhiều nội dung phức tạp. Điều đó cũng cho thấy sự nỗ lực của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và Chính phủ trong cái việc phúc đáp cái yêu cầu của cuộc sống, kịp thời hoàn thiện thể chế để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tôi thấy rằng là những cái phản ứng luật chúng ta vừa rồi ban hành chủ yếu là luật sửa đổi bổ sung. Và cái đó chứng tỏ là đã có một cái tinh thần trách nhiệm hay là một cách phản ứng nó rất nhanh nhạy trước các vấn đề của cuộc sống và thúc đẩy cái nền quản trị quốc gia tốt hơn, năng lực cạnh tranh của đất nước được nâng cao và kinh tế xã hội cũng như người dân ấy, nó có điều kiện là thuận lợi hơn. Vì sao mà Quốc hội là cứ đến khuya rồi vẫn còn sáng đèn? Làm việc xuyên qua cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, xuyên qua cả kỳ nghỉ cuối tuần thì nó điều rất là đơn giản thôi. Việc nhiều như thế thì chỉ phải làm nhiều hơn. Sau một năm 2023 tích cực, hiệu quả, cho đến nay, dù mới giữa nhiệm kỳ, Quốc hội đã hoàn thành 114 trên 137 nhiệm vụ lập pháp, đạt 83,21% tổng nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ. Vâng, trong hơn 83% tổng số nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ đã hoàn thành cho đến nay. Dấu ấn lập pháp lớn nhất của cả năm 2023 và tháng đầu tiên của năm 2024 là hai dự án luật đặc biệt quan trọng. Đó là luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đây là hai dự án luật rất phức tạp, một luật tác động đến tất cả các thành phần trong xã hội, một luật thì tác động đến tất cả hệ thống ngân hàng, là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm của nền kinh tế. Có thể thấy rõ tinh thần làm việc xuyên suốt mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh là luật càng khó thì càng phải nỗ lực gấp bội. Chỉ luật hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và được thực tế kiểm nghiệm chứng minh là đúng đắn và đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng. Mời quý vị cùng nhìn lại cả quá trình xây dựng dự án luật theo một quy trình thận trọng, kỹ lưỡng, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử lập pháp. Luật đất đai sửa đổi, nhiệm vụ lập pháp quan trọng nhất của cả nhiệm kỳ. 12 triệu lượt ý kiến của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học, hàng trăm hội thảo trên cả nước đóng góp cho dự án luật. Đến kỳ họp thứ 6, dự án luật đất đai sửa đổi đã được xem xét trong 3 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu chuyên trách, 6 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dù quy trình xem xét đặc biệt kỹ lưỡng như vậy, nhưng tại kỳ họp thứ 6, dự thảo luật vẫn còn một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau. Đứng trước áp lực về thời gian, Quốc hội vẫn kiên định lập trường, không chấp nhận một sản phẩm chỉ nét, chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Do đó, Quốc hội quyết định chưa thông qua luật đất đai sửa đổi trong kỳ họp thứ 6. Ngay lập tức quyết định này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận xã hội. Người dân và doanh nghiệp người ta cũng đồng tình. Theo cái yêu cầu là chúng ta không có chạy theo số lượng.
Mặc dù là cấp bách đây nhưng mà cái yêu cầu về chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu là quan trọng nhất. Không có hấp tấp, không có vội vàng, bởi vì cái bộ luật đất đai tầm quan trọng của nó chỉ đứng sau hiến pháp thôi. Đêm cuối cùng trước khi trình Quốc hội thông qua dự án luật đất đai sửa đổi, tại kỳ họp bất thường thứ 5 tháng 1 năm 2024. Cả tháng trời kể từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay, nhà Quốc hội vẫn sáng đèn thâu đêm. Ủy ban Kinh tế, cơ quan thẩm tra, cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan soạn thảo, vẫn đang hối hả rà soát từng điều khoản cuối cùng. Còn giờ phút nào là còn tranh thủ hết sức để hoàn thiện dự thảo luật. Thì với cái tinh thần là phải quyết liệt khẩn trương nhưng phải đảm bảo cái chất lượng. Do đó cho nên giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã phối hợp với nhau không kể ngày kể đêm, làm việc có khi đến 1-2 giờ sáng để hoàn thành kịp tiến độ, làm sao đó để đưa cái luật đất đai đảm bảo cái chất lượng tốt nhất. Vì nó rất là khó, nó rất là tác động đến rất nhiều các cái ngành, các cái lĩnh vực, các cái đối tượng trong xã hội. Cho nên cần có cái thời gian để mà tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, lấy ý kiến của các cái chuyên gia và các cái đối tượng chịu tác động để mà làm sao cái đất đai để mà phải được khai thác có hiệu quả, bảo đảm cái hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tại hội trường Diên Hồng, với tinh thần thận trọng, kỹ lưỡng và trách nhiệm, cuối cùng Quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua luật đất đai sửa đổi với tỷ lệ tán thành cao. Chúng tôi cho là Quốc hội đã thực hiện một trách nhiệm hết sức cẩn trọng trước cử tri, trước nhân dân. Thì tôi thấy cái luật đất đai lần này như một cái lăng kính hội tụ để giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội. Chúng tôi rất hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời sửa đổi bổ sung luật đất đai đã ban hành và có rất nhiều điểm là tiến bộ vì lợi ích của nhân dân. Hết sức mong mỏi luật đất đai mới được thi hành. Đây là một cái gọi là cái niềm vui lớn cho tất cả cái doanh nghiệp nói chung và cả người dân. Việc thông qua luật nó đi theo cái hướng là điều hành giá cả bất động sản được điều tiết thông qua thị trường, nên là cái giá, mức giá cả và thông tin nó rất là minh bạch công khai. Đây là những cái cơ hội rất là lớn, bắt nhịp được cái cơ hội này để chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới. Sự kiện Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi 2024 thực sự đã đi vào lịch sử lập pháp. Các chuyên gia nhận định luật đã thể hiện đầy đủ tinh thần, lấy dân làm gốc, đề cao cơ chế thị trường, điều tiết hài hòa các nhóm lợi ích. Cũng với tinh thần thận trọng, sau khi cân nhắc nhiều mặt, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng đã được Quốc hội lùi thêm một kỳ họp. Từ đó, ban soạn thảo có thêm thời gian chỉnh sửa kín kẽ các điều khoản, nhằm ngăn ngừa, xử lý triệt để nguy cơ các tổ chức tín dụng yếu kém, đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của cả hệ thống ngân hàng. Và cũng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, luật các tổ chức tín dụng mới chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao. Luật này đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản về cách thức tổ chức các hoạt động của các tổ chức tín dụng sao cho an toàn nhất, đưa ra các yêu cầu về xử lý sớm trước khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như trong thời gian gần đây. Cái thứ hai là có một cái cách quản trị sát sườn hơn, nhanh chóng hơn đối với bộ máy quản lý của các tổ chức tín dụng có dấu hiệu của vi phạm. Cùng với tầm nhìn dài hạn, tinh thần lập pháp được quán triệt trong Quốc hội khóa 15 là không để xảy ra tình trạng bắc nước sôi chờ gạo người. Quốc hội giữ vai trò chủ động dẫn dắt công tác lập pháp, vào cuộc từ sớm, từ xa, thậm chí là đặt hàng các cơ quan chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật. Vâng, và câu chuyện hậu trường sau đây có lẽ là chưa được nhiều người biết đến, đó chính là về quá trình xây dựng nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu. Đằng sau tỷ lệ đồng thuận rất cao khi mà bấm nút thông qua nghị quyết là cả một sự chủ động, linh hoạt để tìm ra lời giải tối ưu cho bài toán cân não trước đòi hỏi cấp bách của thị trường và áp lực thời gian, là sự đồng hành hữu hiệu của Quốc hội với chính phủ để không bỏ lỡ cơ hội cho đất nước. Câu chuyện được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ví như là kéo pháo vào, kéo pháo ra trong dịp chia sẻ với các cơ quan báo chí cuối năm. Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội và Chính phủ thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp hai nghị quyết. Một là nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu. Hai là nghị quyết về thí điểm chính sách khuyến khích đầu tư cho công nghệ cao. Tuy nhiên, với nhiều nội dung chưa có tiền lệ, nghị quyết về chính sách khuyến khích cần thêm thời gian nghiên cứu,
Do đó, Quốc hội quyết định chưa xem xét nghị quyết này trong kỳ họp thứ 6. Biết được thông tin, ngay sát kỳ họp, nhiều tập đoàn đa quốc gia khẩn thiết kiến nghị Quốc hội cần thông qua đồng thời hai nghị quyết, để một mặt họ có thể chủ động kế hoạch tài chính, không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung về nước đóng trụ sở chính từ năm 2024. Mặt khác, họ cần được đảm bảo về các chính sách ưu đãi đầu tư của chính phủ Việt Nam. Sức ép về thời gian là rất lớn, khi chỉ còn hơn một tháng là chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có hiệu lực trên toàn thế giới. Nếu không quyết kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào thế bị động, lỡ mất thời cơ. Đứng trước bài toán cân não, một phương án tối ưu đã được quyết định ở phút chót. Và cũng tại phòng này đây, cái ngày đầu tiên mà giữa hai đợt của kỳ họp là tôi đã ngồi làm việc với các cái cơ quan và gợi ý rằng nếu như chúng ta vẫn cứ trình cái nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu và đồng thời là theo cái hướng là đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thành lập một cái quỹ hỗ trợ đầu tư mà cho cả doanh nghiệp trong nước nước ngoài chính bằng từ cái nguồn này và các nguồn khác thì có được không? Và nếu mà làm nghị định mà chưa có luật thì có nghĩa người ta nói nôm na gọi là nghị định không đầu, thì theo quy định hiện hành là chính phủ sẽ xây dựng và chỉ cần trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thôi để xin ý kiến trước khi thông qua thôi. Và như vậy là có thời gian hơn để làm chứ không phải là cái tháng 1 này làm, mà có thể là trong năm là cũng được. Mà chi từ quỹ ra thì nó lại rất dễ chứ không phải là từ lập dự toán ngân sách gì cả. Thế là tất cả các cơ quan đều đồng ý cả. Và phương án đó thì báo cáo với Thủ tướng phấn khởi quá đến nửa đêm còn điện thoại cho tôi mà. Tôi tưởng có việc gì gấp chứ bảo không, vì mới được nghe các bộ báo cáo lại mà phấn khởi quá. Có thể chính phủ có đồng ý không bảo, thế là phương án nó tuyệt vời nhất. Ngay sau đó, Quốc hội đã quyết định bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 6 nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu. Đồng thời, nghị quyết chung của kỳ họp có nội dung cho phép thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư để ưu đãi cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nghị quyết này đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, rồi kéo pháo ra rồi lại kéo pháo vào. Rồi lập tức là dư luận phản ứng rất là tốt. Nhiều tập đoàn đa quốc gia là gửi thư về cho Chủ tịch Quốc hội là hết sức hoan nghênh. Đánh giá rất cao chính phủ và quốc hội. Và hứa là bảo chúng tôi hoàn toàn yên tâm để đầu tư, và không những yên tâm mà còn sẽ đầu tư lâu dài ở đây, và còn kêu thêm nhiều tập đoàn vào đây và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Như vậy, hai mục tiêu cùng lúc đã đạt được. Một mặt, Việt Nam chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung từ các tập đoàn đa quốc gia ước tính gần 15.000 tỷ đồng trong năm 2024. Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm về chính sách ưu đãi của Việt Nam. Quyết của Quốc hội về thuế tối thiểu toàn cầu ấy, thì đã tháo gỡ được cái băn khoăn và cái lo ngại này của các cái đối tác của chúng ta ở các nước. Họ yên tâm hơn và họ thấy rằng là chính sách về thuế của Việt Nam là đã rất tính đến lợi ích của nhà đầu tư. Tôi đánh giá rằng đây là một cái quyết định rất là kịp thời của Quốc hội để thứ nhất tuyên bố là Việt Nam là tham gia vào trong cái vòng xoay kinh tế và trong các cái quy tắc của cái hoạt động kinh tế thương mại ở trên thế giới, và thứ hai là Việt Nam cũng thể hiện ra ngoài là chúng tôi cũng sẽ tuân thủ tất cả những cái quy định về quốc tế và cũng giành được cái quyền đánh thuế để mà tăng thu nhập cho cái ngân sách nhà nước. Cái độ mở của nền kinh tế của chúng ta rất lớn, cho nên là chúng ta bắt nhịp ngay vào áp dụng cái thuế tối thiểu toàn cầu là rất hợp lý. Nó cũng công bằng cho các nhà đầu tư ngoài nước và trong nước. Nó tạo cái điều kiện cho cái ngân sách của mình ổn định một cách rõ ràng và lâu bền, đồng thời cũng góp phần vào tình hình an ninh tài chính toàn cầu. Một dấu ấn lập pháp nữa của năm qua không thể không kể đến là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Đây là cơ hội để Quốc hội lắng nghe các vướng mắc trong triển khai luật để kịp thời sửa đổi, hoàn thiện. Và từ đó thì khâu xây dựng pháp luật được gắn kết chặt chẽ với khâu thực thi pháp luật. Điểm yếu cố hữu về thực thi pháp luật sẽ dần được khắc phục.
Vâng, và một dấu ấn cũng lần đầu tiên trong năm qua, đó là cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Lần đầu tiên mà cả nước và cả chính phủ lẫn Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập hai tổ song song tập trung rà soát 523 văn bản. Và kết quả rà soát cũng đã khẳng định hệ thống pháp luật cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi. Một số bất cập sẽ được đưa vào kế hoạch xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ này. Và cuộc tổng rà soát này một mặt giúp hoàn thiện toàn bộ đồng bộ hệ thống pháp luật, mặt khác xử lý tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho quy định pháp luật. Với một năm thành công ấn tượng trong công tác lập pháp của Quốc hội như vậy, thì năm 2024, năm bản lề này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Nhiệm vụ lập pháp đặt ra sẽ tiếp tục nặng nề. Song cử tri và nhân dân hoàn toàn tin tưởng Quốc hội sẽ tiếp tục tinh thần lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển để cùng chính phủ và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.